2012, thời khắc định mệnh đang đến gần. Liệu lời tiên tri sẽ ứng nghiệm? Loài người có phải đối mặt với những nguy cơ diệt vong khi những điểm báo đã và đang hiển hiện? Ngay tận thế, đó là quy luật sinh tử luân hồi hay chỉ là lời đồn đại? Atlantic, Maya, những đế chế huy hoàng lần lượt biến mất trong bí ẩn bởi sự suy tàn nội tại hay bởi sức mạnh kinh hoàng của tự nhiên? Liệu nền văn minh của chúng ta có biến mất bởi những nguyên nhân tương tự? Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang cùng theo dõi chương trình Thế giới 7 ngày, chương trình bình luận chuyên sâu về các vấn đề kinh tế quốc tế của kênh VTC14. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi sẽ cùng tập trung bàn luận về một trong những câu chuyện mà nếu nó thực sự xảy ra thì quý vị sẽ không có cơ hội để xem, cũng như là chúng tôi sẽ không có cơ hội để thực hiện chương trình này. Đó đến đây thì chúng ta cũng đều có thể nhận ra đó là câu chuyện về ngày tận thế. Mua nến, dự trữ thực phẩm và đóng thuyền, thậm chí là xây hầm là một trong số rất nhiều những việc mà rất nhiều người trên thế giới đã thực hiện để nhằm ứng phó với ngày tận thế theo tin đồn ngày 21 tháng 12 năm 2012. Điều đáng nói là ở chỗ mặc dù đích thân cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA, một trong những trung tâm hàng đầu của thế giới về nghiên cứu hàng không vũ trụ đã khẳng định không có ngày tận thế và bác bỏ lời đồn này, song hàng triệu người trên thế giới vẫn tin vào ngày tận thế, và điều này trên thực tế thì đã gây ra không ít những hậu quả cho xã hội. Tin đồn về ngày tận thế cũng là một trong những câu chuyện gây tranh cãi rất nhiều trong thời gian qua và làm tiêu tốn không ít giấy mực của các cơ quan báo chí. Và đây cũng sẽ là chủ đề của chúng tôi trong cuộc trao đổi với các chuyên gia. Chúng tôi xin được giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Hà Duyên Châu, Nguyên Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Và ông Nguyễn Đức Phường đến từ Hội Thiên văn và Vũ trụ Việt Nam. Trước hết xin được cảm ơn hai vị khách đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi. Trước khi bắt đầu cuộc trao đổi với các chuyên gia, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một clip rất thú vị sau đây. Ngày 21 tháng 12 năm 2012, người ta nói rằng đây sẽ là ngày cuối cùng trước khi nhân loại biến mất. Song ai nói vậy và tại sao chúng ta buộc phải tin điều này? Trên thực tế có khá nhiều lời dự báo về ngày tận thế. Trong đó, phổ biến nhất là việc lịch của người Maya kết thúc vào ngày 21 tháng 12 năm 2012. Có thể đây chỉ là một sự thổi phồng. Tuy nhiên, một nhà tiên tri nổi tiếng trong lịch sử cũng đã từng đề cập đến điều này. Ông là Nostradamus, người đã đưa rất nhiều lời tiên đoán chính xác. Vị tiên tri người Pháp đã nói, từ một buổi sáng tĩnh lặng, kết thúc sẽ đến khi điệu nhảy ngựa đạt con số của 9 vòng tròn. Lời tiên tri được viết vào năm 1555 và người ta nhận thấy có một vài tương đồng thú vị với Gangnam Style. Buổi sáng tĩnh lặng tượng trưng cho nền văn hóa phương Đông của Hàn Quốc. Bên cạnh đó, nhà tiên tri cũng đề cập đến một cuộc đua màu vàng sẽ thống trị thế giới. Và có thể nói, tác phẩm của Sai như một thắng lợi về văn hóa và thống trị nền giải trí phương Tây. Thêm vào đó, cụm từ tĩnh lặng giống như một hành động phi bạo lực và sự xuất hiện của nó sẽ được nhiều người chấp nhận và yêu mến. Điều nguy hiểm là nó sẽ đi vào tâm trí của mọi người và dễ dẫn đến hiện tượng lây truyền hành vi. Chúng ta đang nói đến một điệu nhảy đơn giản, dễ làm theo. Gangnam Style đang lan truyền với một tốc độ kinh người và đang tiệm cận dần đến con số 1 tỷ lượt xem trên YouTube. Hãy nhìn vào con số thú vị này, bạn sẽ thấy nó có 9 số 0. Và số 0 chính là một hình tròn. Vâng, thưa hai vị khách, những hình ảnh vừa rồi nằm trong một đoạn video clip và được đăng tải và lan truyền rất nhanh trên mạng Internet, đặc biệt là trước ngày 21 tháng 12 vừa qua. Đoạn clip này thì có tên gọi là Lời dự đoán của nhà tiên tri Nostradamus về ngày tận thế năm 2012. Đây chỉ là một trong rất nhiều những cái lập luận mà người ta đưa ra để khẳng định rằng ngày tận thế 21 tháng 12 năm 2012 là có thật. Và thực sự là nó gây hoang mang cho rất là nhiều người. Vậy thì xét về quan điểm cá nhân, hai vị khách của chúng ta suy nghĩ như thế nào về cái được gọi là ngày tận thế? Vâng, trước hết xin được hỏi Phó sư Hà Duyên Châu ạ. Vâng, về phương diện cá nhân thì tôi là hoàn toàn là không tin vào sự tồn tại của ngày tận thế.
Vì dù thời gian vừa qua có rất nhiều hàng chục, hàng trăm những cái tin đồn như vậy. Vì theo tôi được biết trong lịch sử thì có đến là hàng trăm lần cái tin đồn về ngày tận thế đã được đưa ra. Nhưng mà đến cuối cùng thì là không có một cái ngày tận thế nào xảy ra. Và theo tôi ấy thì là khẳng định là cái lời tiên tri về ngày tận thế vào ngày 21 tháng 12 năm 2012 là một điều giả mạo hoàn toàn. Vì thế nào? Vì có một số lý do như thế này. Tức là thứ nhất, tức là cái người tiên tri Nostradamus là không hề đưa ra cái lời xâm truyền này. Và chỉ có một cái trang web đã đưa ra là gán cho cái nhà tiên tri này là đưa ra cái dự đoán về ngày tận thế ngày 21 tháng 12 năm 2012. Cho nên đấy là không phải là cái ông này đưa ra là tận thế mà người ta gán cho ông ấy. Cái thứ hai nữa là người ta nói là cái ông Nostradamus này đã dự đoán cái điều đấy là điều tận thế là xảy ra vào tức là vào năm 1503, nhưng mà năm 1503 lại là năm sinh của cái ông Nostradamus, thì tại sao ông vừa mới sinh ra ông anh lại có thể dự đoán được? Và một cái điều thứ ba nữa, tức là theo cái cuốn gọi là tiên tri của cái ông Nostradamus thì ông bảo là thế giới là sẽ tận thế vào năm tức là 3797. Thì tại sao bây giờ lại ông lại đưa ra tận thế vào cái ngày năm 2012? Như vậy thì mọi người chết hết rồi thì làm sao mà còn thấy chờ đến ngày 5397 nữa? Như vậy là hoàn toàn là không đúng, mà chỉ là một sự là gán ghép một cách... Vâng, như vậy đúng. Là Phó Sư Châu thì có khẳng định là cái clip đó là một sự gán ghép và một sự giả mạo, đúng không ạ? Nhưng mà hiện tại thì chúng ta đang sống vào ngày 23 tháng 12... Nghĩa là đã qua ngày 21 tháng 12, chúng ta hoàn toàn nói được những cái điều đấy là không có cơ sở. Nhưng mà trước ngày 21 tháng 12 thì nếu mà nói ra thì thực sự rất là khó để thuyết phục tất cả mọi người. Quan điểm của anh, của ông Nguyễn Đức Phường này thì nào? Vâng, tôi thì cũng đồng tình với quan điểm của Phó Sư Tiến sĩ Hà Duyên Châu rằng tôi không tin vào cái đoạn clip vừa rồi. Có lẽ là một số cái kẻ cơ hội hay là những người mà muốn mạo danh cái danh nghĩa của một cái nhà tiên tri có thể nói là nổi tiếng nhất thế giới và cho rằng là ông tiên đoán cái ngày tận thế, và tôi không tin về cái ngày tận thế, cũng như là không tin rằng nhà tiên tri này đã đưa ra cái lời tiên đoán như cái đoạn video clip vừa rồi công bố. Vâng, bên cạnh những cái lời được cho là của nhà tiên tri Nostradamus thì cái nguyên nhân chính, cái căn nguyên chính mà người ta suy luận là ngày 21 tháng 12 là ngày tận thế bởi vì đây là cái ngày cuối cùng trong bộ lịch của người Maya cổ đại. Vậy thì tại sao cái bộ lịch của một cái bộ lạc thổ dân, bộ tộc thổ dân từ 2000 năm trước mà nó lại có một sức ảnh hưởng lớn như vậy, thưa Phó Sư Trọng? Như thế này thì là trước hết để thấy nó cái vai trò quan trọng của cái bộ lịch thì ta phải nói là cái nền văn minh Maya. Vì ta có thể khẳng định rằng thì là nền văn minh Maya là một trong những cái nền văn minh vào lại rực rỡ nhất của thế giới cổ đại. Thì cái nền văn minh Maya này thì nó đã là có một cái hệ thống chữ viết rất là hoàn chỉnh từ cái đây là mấy nghìn năm, và có một nền nghệ thuật kiến trúc và hệ thống thiên văn, đặc biệt là toán học và tính toán cực kỳ là giỏi. Thì người Maya thì là có cái nguồn gốc là từ cái vùng Trung Mỹ, và hiện bây giờ cũng còn mười mấy triệu người còn đang sống ở trên đấy. Thì là rất thú vị là người Maya có những cái rất cái đặc biệt, ví dụ thế này, có những cái đặc biệt là họ có cái tục lệ làm cho lắc mắt trẻ con, thì đấy một cái rất là thú vị thế này, tức là khi mà trẻ con sinh ra thì là họ sẽ làm một cái dây dọi và là làm cho đung đưa hai dây dọi và đung đưa, thì là hai con ngươi của mắt của trẻ con đấy thì là sẽ tập trung vào tại một điểm, và cuối cùng là sau đấy là bị lác mắt. Cho nên là hiện bây giờ rất nhiều người Maya là lác mắt, đấy là một trong những cái đặc biệt rất đặc biệt của người Maya. Và một cái đặc biệt thứ hai nữa là người Maya là một trong những người mà có bác sĩ rất là giỏi và chữa được rất nhiều bệnh, và đặc biệt là ngay từ hồi đấy cách đây mấy nghìn năm thì họ đã dùng cái sợi tóc để mà khâu vết thương, và là dùng ngọc bích để mà có thể là hàn răng chẳng hạn. Phải nói, và tiếp theo thì là một trong những cái gọi là cái thành công rực rỡ nhất của cái nền văn minh Maya là cái bộ lịch Maya. Vâng, như vậy là Phó Sư có khẳng định là cái một trong những nguyên nhân khiến người ta rất là tin vào cái ngày 21 tháng 12 là ngày tận thế, bởi vì cái người Maya từ tận 2000 năm trước thì người ta đã có một cái nền khoa học rất là phát triển, đúng không ạ? Vâng. Nhưng mà chắc chắn rằng là những cái thông tin này nó sẽ không gây một cái niềm tin lớn như vậy
nếu không có những cái gì đang diễn ra hiện tại, đúng không ạ? Có nghĩa là cái thực tế đang tiếp thêm sức mạnh cho cái lời đồn đấy. Tôi nói như thế thì có đúng không ạ? Vâng, tôi cũng đồng ý với lại quan điểm của anh Phước là với cái sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật, đặc biệt là công nghệ thông tin, thì bất cứ một cái lời đồn thổi nào nó có thể đến được người dân trong bằng một cái cú nhấp chuột trên máy tính mà thôi. Và cái ảnh hưởng của nền văn minh Maya có thể nói là rất là lớn trong cái lịch sử của loài người, bởi vì người ta đã đạt được những cái thành tựu phải nói là rất là rực rỡ trong tổ chức bộ máy nhà nước, trong kiến trúc, đặc biệt là trong khoa học, trong đó có thiên văn học và toán học. Và khi các nhà khảo cổ học đã khai quật những cái lăng mộ, những cái lăng tẩm của cái nền văn minh này từ những khu rừng ở châu Mỹ ấy, thì người ta phát hiện ra cái bộ lịch đá của người Maya. Và cái bộ lịch đá này được giải mã ra cho thấy rằng là cái nền văn minh Maya ngày đã đạt được những cái phải nói là cái thành tựu khoa học phải cực kỳ chính xác mà khoa học ngày nay phải thán phục. Chẳng hạn như cái trong cái bộ lịch này ấy, thì người Maya đã đưa ra cái thông tin rằng người ta quan niệm rằng ngày số 0 ấy là cái ngày 11 tháng 8 năm 3114 trước công nguyên, và do đó cái ngày 21 tháng 12 năm 2012 này sẽ là cái ngày mà kết thúc một cái chu kỳ lớn trong cái lịch này, và kết thúc một chu kỳ lớn này sẽ mở đầu một cái chu kỳ khác và sẽ có một ngày số 0 khác. Và có lẽ chính cái nền văn minh Maya người đã đạt được những thành tựu rực rỡ khoa học, và cũng như cái sự phát triển của khoa học ngày nay và công nghệ thông tin truyền thông ngày nay, nó đã góp một phần làm cho những tin đồn về cái ngày tận thế nó được lan rộng và nhiều người tin vào cái điều đó. Vâng, đặc biệt là trong bối cảnh những năm từ 2010 đến nay thì liên tục những cái thiên tai, những cái thảm họa lớn và có sức tàn phá rất là ác liệt đã diễn ra, càng làm cho người ta tin rằng là trái đất của chúng ta đang gặp một cái nguy cơ lớn, đúng không ạ? Vâng, có lẽ là đúng như vậy. Và cái sự diễn biến của những cái vấn đề thời tiết cực đoan cũng như là các cái thiên tai xảy ra thường xuyên cũng góp một phần để mà làm cho người dân người ta tin vào những cái lời đồn thổi. Vâng, thì có 4 kịch bản mà người ta đưa ra cho ngày tận thế ngày 21 tháng 12 năm 2012. Thứ nhất là sự bùng nổ của bão mặt trời hay còn gọi là bão từ thì sẽ hủy diệt cái sự sống ở trên trái đất. Thứ hai là trái đất sẽ đổi cực trong năm 2012. Thứ ba là trái đất sẽ va chạm với một tiểu hành tinh nào đó. Và kịch bản cuối cùng là sẽ có một hố đen để nuốt chửng trái đất của chúng ta. Trên cơ sở khoa học thì chúng tôi rất là muốn các chuyên gia có thể lập luận để phản biện lại những cái kịch bản mà người ta đưa ra. Trước hết mời chuyên gia nghiên cứu về bão từ Hà Duyên Châu, với kịch bản về sự bùng nổ của bão từ cũng như là trái đất sẽ đổi cực thì ông có thể lý giải như thế nào? Vâng, thì đúng là cái vấn đề về bão từ thì trong những năm gần đây và thời gian gần đây thì người ta nói lên rất nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì như ta đã biết đấy, bão từ là một hiện tượng mà khi mặt trời hoạt động mạnh thì sẽ xuất hiện những vết đen, và tên từ trên những vết đen ấy sẽ có những tung ra những cái chùm plasma khổng lồ từ mặt trời sẽ đến trái đất, chùm lên trái đất, tác động vào từ quyền trái đất, gây ra những hệ dòng điện xung quanh trái đất và gây ra bão từ. Và cái lần bão từ mạnh nhất cách đây đã là năm 2001, thì đến nay đã là 11, 12 năm. Thì như vậy người ta chờ đợi năm nay, tức là 2011, 2012 hoặc 2013, bão từ sẽ là mạnh nhất. Thì nếu mà bão từ xảy ra mạnh thì nó sẽ tác động rất mạnh đến mọi mặt hoạt động của con người. Ví dụ như là về sức khỏe con người, về ví dụ là những người bị mắc bệnh thần kinh, tim mạch thì là bị tác động rất là nhiều. Vì là trong não, trong tim thì có những tế bào thần kinh, tế bào mang từ tính. Ngoài ra nó còn tác động nhiều mà ví dụ như là tác động vào cái đường dây 500 kV và chúng ta cũng đã có, rồi tác động đến cái ống dẫn dầu khí và chúng ta có, và đặc biệt nhất là nó tác động đến cái vệ tinh nhân tạo. Thì như vậy là ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của chúng ta hiện nay. Vâng, nhưng những cái ảnh hưởng đó thì ở cái giai đoạn này của tác động của mặt trời có đủ lớn để có thể hủy hoại cái sự sống ở trên trái đất hay không, hay chỉ có nó một phần nào đó làm đảo lộn cái cuộc sống của chúng ta? Đúng rồi, đấy là vấn đề, tức là nó chỉ tác động vào một số mặt kinh tế và hoạt động của người, chứ không thể nào mà gây ra ngày tận thế mà như chúng ta, như mọi người đã đồn thổi được. Vậy thì còn cái kịch bản mà trái đất sẽ đổi cực thì sao? Đổi cực thế này, tức là khẳng định trái đất không bao giờ đổi cực, tức là trái đất có cực Bắc và cực Nam thì là nó tồn tại vĩnh viễn, chỉ có là cái vị trí của cực thì có thể đổi một chút ít, vì là khi quay thế nào thì là do một số cái lực thì nó sẽ đổi một ít. Và cái thứ hai nữa, có cái đảo cực mà người ta hiểu nhầm, tức là đảo cực địa từ, tức là mặt trời thì là đảo cực mỗi 11 năm thì đảo cực một lần, tức là cực Bắc thành cực Nam thì cực Bắc địa mặt trời từ. Nhưng mà đối với trái đất thì là Bắc từ và Nam từ có thể đổi,
Nhưng mà cái lần đổi gần đây nhất, tức là 780.000 năm, thì người ta có thể chờ đợi một cái đổi đảo cực mới nữa mà người ta lại quy cho vào cái năm này. Nhưng mà thực ra thì tôi là chưa có dấu hiệu gì là đảo cực trong cái năm 2012 này. Vì cho nên là chúng ta cũng không sợ là cái đảo cực của đảo cực tư của trái đất có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Vâng, cái kịch bản mà có vẻ là sẽ có khả năng xảy ra nhiều hơn, đó là trái đất của chúng ta sẽ va đập với một cái tiểu hành tinh nào đó, hay là cái một cái hố đen trong vũ trụ sẽ nuốt chửng trái đất. Vậy thì xin hỏi ông Nguyễn Đức Phường, cái kịch bản này nó có cơ sở không ạ? Vâng, cũng giống như hai kịch bản vừa nêu trên ấy, thì hai kịch bản thứ nhất cho rằng là trái đất chúng ta sẽ va chạm với một thiên thạch hay tiểu hành tinh vào ngày 21 tháng 12 năm 2012, cũng như là trái đất sẽ bị nuốt chửng một hố đen trong dải ngân hà, là những kịch bản mà không có cơ sở khoa học. Cái kịch bản cho rằng là trái đất sẽ bị va chạm với một cái tiểu hành tinh thì hiện nay ấy, với cái sự phát triển của khoa học hiện đại, đặc biệt là rất là nhiều các kính thiên văn tối tân được phóng lên trên không gian, cũng như là cái cơ sở dữ liệu của cái chương trình tìm kiếm những vật thể không gian ngoài trái đất của cơ quan vũ trụ Mỹ NASA đã cho thấy rằng là có khoảng hàng chục cái thiên thể nhỏ cũng như các tiểu hành tinh đang ở trong cái vùng lân cận gần trái đất, và cũng có hàng trăm cái thiên thạch cũng như tiểu hành tinh mà có quỹ đạo, nó chuyển động trên quỹ đạo hình elip rất là dẹp, giống như quỹ đạo của những sao chổi, mà nó có nguy cơ là cắt ngang quỹ đạo của trái đất. Nhưng mà các nhà khoa học hoàn toàn có thể tính toán cũng như là theo dõi sát sao cái đường đi nước bước của những cái thiên thể này, và kết quả một cái tin mừng cho thấy rằng là trong số những cái thiên thể được phát hiện như vậy thì không có bất cứ một cái thiên thể nào mà có cái mối đe dọa thực sự đối với cái sự sống của trái đất cũng như là hủy diệt cái nền văn minh của chúng ta cả. Và kịch bản thứ hai ấy, cho rằng là cũng vào ngày 21 tháng 12 này thì trái đất, các hành tinh trong hệ mặt trời nó sẽ thẳng hàng với trung tâm của dải ngân hà. Thì các nhà khoa học ngày nay đã phát hiện ra rằng là trung tâm của dải ngân hà của chúng ta nó tồn tại một cái lỗ đen, nó có khối lượng khoảng bằng 10 triệu lần khối lượng của mặt trời. Và những cái lỗ đen này nó có sức hút cũng như là rất là ghê gớm. Vậy phải chăng ngày 21 tháng 12 này, khi mà trái đất cũng như là các cái thiên thể nó xếp thẳng hàng với lỗ đen, thì cái sức tàn phá sẽ ghê gớm. Và xin khẳng định rằng là các nhà khoa học ngày nay tính toán rằng là cho dù cái hiện tượng mà trái đất, các hành tinh cũng như mặt trời và lỗ đen xếp thẳng hàng, thì cái lực hấp dẫn của lỗ đen tác động lên trái đất là cũng không đáng kể là bao và không ảnh hưởng gì. Và cái lực hấp dẫn duy nhất của hai thiên thể mà tác động ảnh hưởng đến trái đất chính là mặt trăng và mặt trời, gây ra hiện tượng thủy triều mà chúng ta thấy hàng ngày. Còn các cái ảnh hưởng lực hấp dẫn của các cái hành tinh cũng như là các cái lỗ đen trong dải ngân hà là cực kỳ nhỏ. Và ngoài ra ấy, các cái hiện tượng các hành tinh này cũng như là lỗ đen trong dải ngân hà xếp thẳng hàng là một hiện tượng cực kỳ hiếm. Có thể cái hiện tượng này đã xảy ra trong 4,6 tỷ năm tồn tại của trái đất. Nhưng mà giả sử nếu mà nó xảy ra như vậy thì cái sự hiện diện của chúng ta ngày nay là một cái đủ minh chứng cho thấy rằng là mọi thứ cũng không hề ấn gì cả, và do đó là cũng không xảy ra cái ngày tận thế. Vâng, chúng ta tất nhiên là những các nhà khoa học thì có căn cứ, có lập luận khoa học để xác định, nhưng mà những cái người dân thường thì người ta cũng có những cái niềm tin nhất định của người ta, và nhất là khi mặc dù ngày tận thế 21 tháng 12 đã không xảy ra, nhưng mà người ta có lý khi mà nói rằng không có một bất kỳ một cái gì sinh ra mà tồn tại vĩnh viễn cả. Và ngay cả trái đất của chúng ta thì cũng vậy. Đến một lúc nào đó thì trái đất của chúng ta cũng sẽ chấm dứt cái sự tồn tại của mình. Vậy cái điều đấy bao giờ xảy ra? Chúng ta biết rằng là đúng, tôi đồng tình quan điểm cho rằng là không có gì tồn tại vĩnh viễn cả. Bởi vì là vũ trụ của chúng ta theo cái thuyết vụ nổ lớn ấy, thì nó được hình thành cách đây 13,7 tỷ năm. Và mặt trời của chúng ta cũng có tuổi là khoảng 5 tỷ năm rồi. Và trái đất của chúng ta cũng như các hành tinh trong hệ mặt trời cũng có tuổi là 4,6 tỷ năm. Với một ngôi sao như mặt trời có khối lượng trung bình như vậy thì tuổi của mặt trời được tính cỡ khoảng 10 tỷ năm. Mặt trời đã trải qua 5 tỷ năm và như vậy nó sẽ còn 5 tỷ năm nữa để nó tồn tại. Và chúng ta biết rằng là mặt trời nó giống như người mẹ hiền ban cái sức sống cho muôn vật trên trái đất cả. Đấy, vì vậy khi mặt trời chết đi, hấp hối thì cũng là lúc mà cái sự sống trên trái đất cũng không tồn tại. Và 5 tỷ năm nữa khi mặt trời vào giai đoạn hấp hối thì cái lớp khí quyển của nó có nhiệt độ hàng nghìn độ, nó phình ra và nuốt chửng trái đất, trong khi cái nõi của nó sẽ co lại thành một sao lùn trắng. Và như vậy cái ngày tận thế đó là có thật, nhưng nó sẽ diễn ra trong 5 tỷ năm nữa chứ không phải là ngày 21 tháng 12 như các cái phương tiện thông tin đại chúng cũng như là những cái lời đồn thổi thiếu cơ sở khoa học khẳng định. Khẳng định là chúng ta có thể sống an toàn 5 tỷ năm nữa. Vâng. Và đến lúc đó thì khoa học kỹ thuật chắc chắn nó sẽ phát triển và có những cái giải pháp
để cứu vớt cái sự sống ở trên trái đất của chúng ta, đúng không ạ? Vâng, cũng có thể chúng ta chỉ tạo một công nghệ nào đó có thể di rời đến một cái hành tinh hay một cái hệ sao nào đó có thích hợp sự sống. Vâng ạ. Thưa quý vị và các bạn, nhìn lại lịch sử của loài người thì chúng ta đã không ít lần chứng kiến những tin đồn về ngày tận thế. Theo một thống kê không chính thức thì đã có đến 200 tin đồn như thế. Và phóng sự sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhìn lại những lần mà trái đất của chúng ta đã tận thế hụt. William Miller là cha đẻ của một trong những học thuyết về ngày tận thế đầu tiên. Xuất thân là một nông dân bình thường, William Miller tin rằng Chúa Giê-xu sẽ quay trở lại trái đất vào tháng 3 năm 1843. Hơn 100.000 người tin theo lời của nhà thuyết giáo nông dân này, bán hết tài sản, may những bộ quần áo trắng và leo lên núi để chờ được cứu rỗi. Song ngày tận thế đã không đến. Cứ khoảng 76 năm, sao chổi Halley lại đi ngang qua trái đất một lần. Năm 1910, khi sao chổi Halley ghé ngang qua trái đất, những nhà thiên văn học tại Đài Thiên văn Yerkes ở Chicago đã khẳng định đuôi sao chổi Halley không phải là những khối băng bụi như bình thường mà được cấu tạo từ khí độc cyanogen. Nhiều người đã tự nhốt mình trong nhà, che chắn nhà cửa để không cho khí độc thâm nhập. Nhiều người khác thì đến nhà thờ để trông đợi sự cứu rỗi. Tuy nhiên, những điều được dự đoán không xảy ra mà chỉ làm lợi cho các dịch vụ kinh doanh mặt nạ phòng độc, thuốc chữa cũng như các bình oxy. Ngày tất cả chúng ta phải chết rồi cũng sẽ đến, tại sao lại phải chờ đợi nó? Hãy cùng tạo ra ngày tận thế. Đó có lẽ là những gì Soko Asahara đã từng nghĩ. Năm 1987, tên này thành lập giáo phái Aum Shinrikyo với hơn 10.000 thành viên ở Nhật. Để kích thích ngày tận thế đến nhanh hơn, một số thành viên của giáo phái này đã phát tán khí độc trên 5 con tàu vào ngày 20 tháng 3 năm 1995. Vụ tấn công đã giết chết 12 người và làm 5.500 người khác nhiễm độc. Asahara bị chính quyền Nhật Bản bắt giữ ngay sau đó và bị tử hình vào tháng 2 năm 2004. Ngày nay, khi nhắc đến sự cố Ihaka, chúng ta thường nghĩ đó chỉ là một nỗi lo lắng ngớ ngẩn. Tuy nhiên, vào thời điểm năm 1999, đây là sự cố máy tính bị nhiều người cho là sẽ ảnh hưởng lớn đến cuộc sống. Nhiều người lo ngại về những tai nạn khủng khiếp liên quan đến máy tính. Chính phủ và những tập đoàn tại Mỹ đã chi ra gần 109 tỷ đô la Mỹ nhằm khắc phục lỗi của máy tính trước đêm giao thừa năm 1999. Rốt cuộc thì không có chiếc máy bay nào bị rơi, chẳng có tai nạn đáng tiếc nào xảy ra. Điều trục trặc duy nhất là một vài hóa đơn ngân hàng đã được gửi đến người dân thông báo về những khoản phí phải trả từ 100 năm trước đây. Mới đây nhất, những lời dự đoán về ngày tận thế 2012 xuất phát từ bộ lịch của người Maya cổ. Theo đó, bộ lịch được tạo ra vô cùng chính xác này sẽ kết thúc chu kỳ vào ngày 21 tháng 12 năm 2012. Đây là cớ được nhiều người vin vào để làm bằng chứng cho ngày tận thế đang đến gần. Tuy nhiên, các nhà khoa học đã bác bỏ điều này. Chuyên gia của NASA khẳng định lịch của người Maya không ám chỉ rằng thế giới chấm hết vào ngày đó, mà đơn giản là chấm dứt một chu kỳ thời gian, giống như lịch hiện đại, chấm dứt một năm vào ngày 31 tháng 12. Vâng, như vậy là trong phóng sự vừa rồi, chúng ta chỉ có điểm lại một vài trong số rất là nhiều những cái tin đồn về ngày tận thế. Thì thông thường thì những cái tin đồn về ngày tận thế thường đều là thiếu cơ sở khoa học. Tuy nhiên không phải vì thế mà nó không khiến cho con người ta thấp thỏm lo âu. Và gần đây nhất và gây ầm ĩ nhất thì có lẽ phải nói đến ngày 21 tháng 12. Theo ông, liệu có phải là sản phẩm của tin đồn thời kỳ công nghệ hóa, toàn cầu hóa không ạ? Hoàn toàn đúng như vậy. Trước đây thì có hàng trăm lần, tức là ngày tận thế, nhưng mà nó không đến mức ầm ĩ như bây giờ. Thì lần này là cực kỳ ầm ĩ. Bởi vì sao? Bởi vì là cái thời đại toàn cầu hóa, tức là phương tiện công nghệ rất là phát triển, nhất là các cái phương tiện Internet và nhất là các cái mạng xã hội với tốc độ cực kỳ cao. Mỗi một tin đưa ra thì ví dụ như là cái mạng Facebook đến bây giờ có 1 tỷ người tham gia. Như vậy chỉ cần một tin đưa ra thì là ngay lập tức để có đến 1 tỷ người là biết cái tin ấy rồi. Và đồng thời phim ảnh cũng vậy, ngay cả cái một số bộ phim ví dụ Người Rơi của Mỹ hoặc là bộ phim về ngày tận thế chẳng hạn. Chúng ta có thể nhớ lại là vào ngày 15 tháng 7 năm 2007 thì có một vụ xả súng rất là thảm, rất là bi thảm vào trong cái một rạp chiếu phim, làm cho 12 người chết và 50 người bị thương. Vâng, rõ ràng là cái công nghệ của chúng ta thì đã làm cho những cái lời đồn thổi nó lan rộng hơn, lan nhanh hơn và cái hậu quả nó để lại thì cũng lớn hơn.
so với trước kia đúng không ạ? Cũng là một tin đồn, nhưng nếu mà đặt vào cái bối cảnh vài chục hoặc là vài trăm năm trước thì có lẽ nó sẽ không gây ra nhiều những cái hiệu ứng như bây giờ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, thì ngày tận thế đã được nhắc đến từ rất lâu trong lịch sử của con người. Tuy nhiên thì những phản ứng trước ngày được cho là tận thế 21 tháng 12 năm 2012 thì lại rất là khác nhau. Và trong phóng sự sau đây thì chúng ta sẽ cùng xem nhân loại đón ngày tận thế 21 tháng 12 như thế nào. Ngày 21 tháng 12 năm 2012, thủ đô Manila, Philippines, một buổi ngồi thiền tập thể với sự tham gia của gần 1.000 người để đón chờ ngày tận thế. Trong không gian im lặng của khán phòng, tất cả đếm ngược từng phút cho đến 7 giờ 11 phút tối, thời điểm được cho là lúc thế giới phải kết thúc. Và khi tiếng chuông đồng hồ điểm đến giờ khắc trọng đại, không có chuyện gì xảy ra. Mọi người thở phào nhẹ nhõm và trao cho nhau những cái ôm trìu mến. Tôi rất hạnh phúc vì vẫn sống sót cùng gia đình và bạn bè. Tôi muốn gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến tất cả chúng ta và cho những năm sắp tới. Có thể xem ngày 21 tháng 12 như là một lời nhắc nhở đối với con người. Thay vì lo sợ sự kết thúc của thế giới, chúng ta hãy dành cuộc sống rất đỗi ngắn ngủi này để yêu thương nhau. Buổi lễ kết thúc trong một bầu không khí đầy yêu thương khi những giai điệu đầy ý nghĩa của ca khúc bất hủ Heal the World, hãy hàn gắn thế giới vang lên. Trên khắp thế giới, người dân nhiều nước cũng chờ đón ngày tận thế 21 tháng 12 năm 2012 với những hoạt động vui vẻ và hào hứng, không giống chút nào với những việc phải làm trong ngày mà nhiều người cho là sự kết thúc của thế giới. Trong khi nhiều người cuồng tín tìm cách tồn tại sau ngày tận thế, một số người có đầu óc kinh doanh lại rất biết cách lợi dụng những tin đồn như thế này để hái ra tiền. Dành cho những người yêu thích tiệc tùng mà vẫn lo sợ ngày tận thế, một bữa tiệc chào đón ngày 21 tháng 12 đã được tổ chức trong một bong ke thời Xô Viết tại thủ đô Moscow với giá vé lên tới 16.000 đô la Mỹ. Còn đối với những ai là tín đồ của ẩm thực, một nhà hàng ở Hồng Kông, Trung Quốc đã sẵn sàng phục vụ cho họ bữa tối với cái tên khá kêu End of the World, tạm dịch là sự kết thúc của thế giới. Bữa tối gồm 6 món chính này có giá hơn 2.000 đô la Hồng Kông. Vâng, trong phóng sự vừa rồi thì chúng ta có thể thấy là thay vì mang đến sự diệt vong cho trái đất vào ngày 21 tháng 12 thì ngày này đã mang lại một cơ hội kinh doanh hiếm có cho rất là nhiều người và cũng là một dịp để cho con người chúng ta có thể tận hưởng cái không khí lễ hội rất là vui tươi. Thì nếu chúng ta nhận định rằng những cái tin đồn về ngày tận thế không hẳn là đã gây ra những tác động tiêu cực mà nó cũng có những cái mặt tích cực đúng không ạ? Vâng, đúng vậy. Bên cạnh những cái tác động tiêu cực, phải nói là phần lớn là tiêu cực, thì cái tin đồn về ngày tận thế cũng đem lại cho chúng ta một số cái bài học. Thứ nhất là sau cái tin đồn ngày tận thế này ấy, và chúng ta đã thấy rằng là cái ngày tận thế không xảy ra thì cũng giúp cho người dân cảnh tỉnh hơn, rút ra bài học trước những trước khi đón nhận bất cứ một cái thông tin nào đó mà sai sự thật và thiếu cơ sở khoa học. Và thứ hai ấy, thì chúng ta cũng đã thấy đấy, sau cái tin đồn ngày tận thế này thì một số người dân người ta thấy đoàn kết hơn và cái tinh thần cộng đồng cũng tốt hơn, cùng chung vai để mà thực hiện những cái hành động cụ thể. Và thứ ba thì cái tin đồn ngày tận thế này thì một số kẻ cơ hội cũng tận dụng để mà kinh doanh đem lại những cái lợi ích của mình. Đấy, người ta, những người có tinh thần doanh nghiệp người ta vậy. Nhưng tất nhiên chúng ta phải vì cái lợi ích cộng đồng nhiều hơn thay vì đặt lợi ích cá nhân. Vâng, những người biết tận dụng cái ngày 21 tháng 12 này để làm kinh doanh có lẽ nên được coi là những người nhạy bén, biết nắm bắt thời cơ đúng không ạ? Dạ vâng. Theo giáo sư thì phó sư thì chúng ta qua cái sự việc ngày 21 tháng 12 vừa rồi thì phó sư có lời khuyên gì đối với tất cả mọi người ạ? Tôi thấy thế này, tức là thực tế rõ ràng là ngày tận thế 21 tháng 12 vừa rồi là không xảy ra. Nhưng mà qua đây thì ta phải thấy thế này, giá trị của con người ở cái vũ trụ này thì là hiện bây giờ chúng ta mới biết chúng ta là con người là cái giá trị quý nhất của vũ trụ. Thì là theo như anh Phượng đã nói, tức là 5 tỷ năm nữa thì là trái đất sẽ coi như là bị hút vào mặt trời và bị tàn lụi. Như vậy nhưng mà với trình độ khoa học phát triển ngày càng cao thì đến lúc đấy thì con người có thể là chuyển sang một cái hành tinh khác để mà di tản, để mà sống và để phát triển cái loài người. Cho nên là chúng ta phải tận dụng cái giá trị con người là quý nhất của vũ trụ và để làm sao phải làm xứng đáng là hạt nhân của vũ trụ để cho cái cuộc sống của chúng ta ngày càng tốt hơn. Vâng, chúng ta không thể phủ nhận rằng là cái ngày tận thế theo tin đồn đó thì đã khiến cho con người chúng ta biết trân trọng, biết yêu thương sự sống và biết
yêu thương những người xung quanh chúng ta hơn, đúng không ạ? Thưa quý vị và các bạn, tin đồn về ngày tận thế thì đã khiến không ít người trên thế giới lo sợ, thậm chí là có những hành động rất là tiêu cực. Tuy nhiên thì có một điều khá là tích cực là đa số người Việt Nam lại không tin vào ngày tận thế. Một cuộc khảo sát nhanh với câu hỏi bạn sẽ làm gì vào ngày tận thế cho kết quả là gần 50% số người được hỏi nói rằng họ vẫn sẽ đi làm bình thường. Một số khác thì không tự tin được như vậy nhưng vẫn nói rằng là sẽ chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Trong khi thông tin về ngày tận thế trở thành chủ đề bàn tán trên các diễn đàn mạng xã hội và trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của nhiều người, thì đại đa số người Việt Nam lại cho biết họ không tin vào ngày tận thế. Thận trọng hơn, một số khác cho biết họ sẽ bình tĩnh chờ đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày 21 tháng 12. Vẫn làm việc như người bình thường và tôi là một công chức nhà nước thì tôi cũng cứ đi làm. Hết giờ hành chính về cũng đi chợ cơm nước cho chồng con, nhà cửa xong đi cùng nhau đi ăn uống. Chả có vấn đề gì. Làm gì và qua ngày đấy thì đến ngày 22 lại là ngày bình thường ngay mà. Và ngày hôm ý tôi sẽ như kế hoạch dự trước của chúng tôi thì chúng tôi sẽ tổ chức một buổi liên hoan nhỏ nhỏ. Nếu như mà qua ngày đó mà không có mà không xảy ra vấn đề gì thì chúng tôi vẫn làm việc và vẫn vui vẻ. Thì có về nhà này đóng cửa này cả nhà quây quần bên nhau đây. Chúng tôi sẽ có một buổi họp mặt gia đình tại gia đình mình, gặp gỡ những người thân và quây quần có thể là sinh hoạt cách bình thường. Để chờ đợi giây phút đó. Không biết từ lúc nào, câu chuyện về ngày tận thế đã len lỏi vào cuộc sống hối hả bận rộn của những ngày cuối năm. Nó xuất hiện trong những câu chuyện phiếm trên cơ quan, ngoài xã hội và trong chính mỗi gia đình. Tuy nhiên, người Việt lúc nào cũng rất thực tế và thông minh. Mối quan tâm hàng đầu của họ dành cho ngày mai là làm sao cho công việc trôi chảy, hoàn thành đúng tiến độ để có những khoản tiền thưởng lễ. Đó là người dân, vậy còn các chuyên gia, họ nghĩ gì về ngày tận thế? Thì ngày hôm nay là cái ngày mà họ kết thúc một chu kỳ lịch cũng như là ngày 31 tháng 12 của dương lịch. Thực ra cái ngày tận thế là ngày chắc chắn sẽ xảy ra, vấn đề nó còn xảy ra lúc nào mà thôi. Nhưng con người có ý thức được chuyện đó mà biết cách tổ chức lại, biết cách mà thông qua tất cả những cái hoạt động xã hội, cái giáo dục, cái tính cộng đồng, nâng cao tinh tế cộng đồng và trách nhiệm xã hội của mình thì tôi nghĩ rằng là con người sẽ khắc phục được. Vâng, sau khi theo dõi phóng sự vừa rồi, xin được hỏi ông Nguyễn Đức Phường, ông đánh giá như thế nào về cái sự tự tin cũng như là lạc quan của người Việt Nam trước tin đồn về ngày tận thế ạ? Vâng, tôi nghĩ đây là một cái tín hiệu rất là đáng mừng. Điều này cho thấy rằng người Việt Nam của chúng ta cần cù ham hiểu biết đã kịp trang bị cho mình những cái tri thức khoa học cần thiết để mà không tin vào những cái lời đồn thổi thiếu cơ sở khoa học như vậy. Và có lẽ cái ngày tận thế mà chúng ta cần khắc phục nhất đó chính là những cái điều mà chúng ta mà làm hàng ngày như hãy tuân thủ chấp hành cái luật lệ an toàn giao thông, biết bảo vệ môi trường, không uống rượu bia quá đà hay là làm những việc cụ thể để mà chúng ta hạn chế những cái rủi ro trong cuộc sống do chính bàn tay của chúng ta gây ra. Vâng, chúng ta rất là tin tưởng bởi vì là người Việt Nam đã có được cái sự trang bị đầy đủ về mặt kiến thức cũng như là tri thức để có thể đứng vững trước những cái tin đồn, đúng không ạ? Chúng ta bác bỏ những cái lời đồn thổi rằng Chúa là người tạo ra ngày tận thế và Chúa sinh ra trái đất thì cũng sẽ hủy diệt trái đất. Tuy nhiên thì có ý kiến cho rằng là thiên nhiên sẽ sự tận thế của trái đất là cái sự nổi giận của thiên nhiên trước lòng tham của con người và chính con người mới là cái tác nhân gây ra sự hủy diệt của trái đất. Thì nếu nói như thế thì có đúng không, thưa Phó Sư Châu ạ? Vâng, tôi hoàn toàn nhất trí với lại cái quan điểm này, tức là Chúa không tạo ra ngày tận thế mà chính lòng tham của con người là gây ra ngày tạo thế, ngày tận thế. Thì là như tôi biết là cái biến đổi khí hậu bây giờ trở thành một vấn đề cực kỳ bức xúc ở trên toàn địa cầu, tức là con người đã tận dụng tài nguyên khoáng sản và đã sử dụng rất nhiều thứ để làm cho cái biến đổi khí hậu ngày càng trở nên rất là khốc liệt và cái hiệu ứng nhà kính càng ngày càng nặng nề. Và người ta có thể là nếu mà với cái tình hình thế này thì cái nạn đại hồng thủy vẫn có thể là có thể xảy ra và như vậy thì sẽ xảy thế nào. Và đồng thời cái các cuộc chiến tranh liên miên ở Trung Cận Đông, ở Iran, ở Triều Tiên, rồi là các tranh chấp ở Biển Đông, tất cả như vậy thì là, và đồng thời tức là cái hạt nhân
môn hạt nhân bây giờ cũng vẫn đang tiếp tục sản xuất, thì nếu mà với những cái đà như vậy thì người ta có thể ngăn chặn được cái một chiến tranh thế giới có thể xảy ra, và nhất là chiến tranh hạt nhân xảy ra chẳng hạn. Thì năm trước đây chỉ có 2 quả bom phóng xuống Nhật Bản, thì bây giờ nếu mà xảy ra chiến tranh hạt nhân thì có phải hàng trăm quả như vậy, thì trái đất lúc này là không còn gì nữa và tất cả mọi sinh vật trái đất là không tồn tại. Vâng, nếu mà chúng ta có thể tóm tắt lại là đâu là những cái nguy cơ lớn nhất mà trái đất của chúng ta đang đối mặt vào lúc này, thì ông Nguyễn Đức Phường, ông có thể chỉ ra những nguy cơ đó không ạ? Vâng, có lẽ cái nguy cơ lớn nhất ấy, tôi cũng đồng ý với Phó sư Hà Duyên Châu, đó chính là cái hiện tượng ấm lên toàn cầu. Cái hiện tượng ấm lên toàn cầu cũng như là kèm theo đó là những cái hiện tượng thời tiết cực đoan nó diễn ra với cường độ ngày càng tăng và số lượng ngày càng lớn. Chẳng hạn chúng ta chứng kiến một cái số lượng lớn các cơn bão nhiệt đới nó tăng lên, và cái đường đi cũng như là cái cường độ của nó rất là khó dự báo. Và gần đây nhất ấy, chúng ta thấy rằng là chúng ta hứng chịu cơn bão số 8, khi mà các nhà khoa học cũng như các mô hình tính toán về thời tiết đã rất là khó dự báo cái đường đi phức tạp của cơn bão này đấy. Và chính bàn tay con người đang gây ra những cái hiện tượng ấm lên toàn cầu này, chẳng hạn như cái hiện tượng chặt phá rừng, rồi là các hoạt động hủy hoại môi trường thiên nhiên, kèm theo đó là dịch bệnh. Và tôi nghĩ rằng đó là cái nguy cơ lớn nhất mà chúng ta phải đối mặt trong cái thời đại này. Và nếu mà chúng ta không kịp thời thì chắc chắn chúng ta sẽ phải hứng chịu những hậu quả nghiêm trọng, và có thể đó là cái ngày tận thế mà do chính bàn tay của con người gây ra. Vâng, năm 2012 thì cũng sắp khép lại rồi. Dưới góc nhìn khoa học thì hai ông có dự báo như thế nào về cái tình hình thiên tai cũng như là thời tiết trong năm 2013 tới? Trước hết ông Nguyễn Đức Phường ạ. Vâng, có lẽ là cái thời tiết cực đoan nó tiếp tục diễn ra, các hiện tượng nước lụt nó sẽ thường xuyên hơn, kèm theo đó là những cái tỷ lệ những cái vùng bị hạn hán cũng tăng, rồi hiện tượng động đất cũng có thể có những cái diễn biến phức tạp, bởi vì là các quốc gia nằm trên những cái đường đứt gãy hoạt động ấy, thì sẽ phải hứng chịu những cái trận động đất có cái cường độ lớn. Và các cái dịch bệnh cũng tăng bởi vì môi trường của chúng ta đang có cái xu hướng gọi là suy thoái, xấu đi. Vâng, xấu đi. Vâng, đó có lẽ là những cái điều mà nó sẽ xảy ra trong năm 2013 và những năm tiếp theo. Vâng, còn dưới góc độ của một nhà nghiên cứu về vật lý địa cầu thì ông dự đoán như thế nào về cái tình hình thiên tai trong năm 2013? Vâng, thì như thầy đã thấy, tức là về cái động đất ở Việt Nam, tuy rằng không phải là một nước động đất mạnh, nhưng mà trong những năm gần đây thì một số vùng, ví dụ như ở Hải Phòng, Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh lại bắt đầu xuất hiện động đất, tuy rằng cường độ không lớn lắm. Như vậy ta thấy là chứng tỏ là có một cái sự hoạt động địa chất nào đấy mà nó đang mạnh lên. Và đặc biệt nữa, và tôi muốn xin nhấn mạnh lại một lần nữa, đó là cái bão từ năm 2013 này sẽ cực mạnh, vì như ta biết rằng mỗi chu trình mặt trời 11 năm thì có những trận rất lớn, tức là với cấp độ là G4 G5, mà từ đầu năm đến giờ năm 2012 chúng ta mới thu nhận có 30 trận mà mới có 2 trận G2 thôi, nghĩa là những cái trận cực lớn, cực kỳ mạnh liệt sẽ chờ đợi chúng ta ở trong năm 2013 này. Và lúc này thì là mọi người phải chung tay chung sức để chống lại những cái tác hại của bão tử gây ra cho cuộc sống của chúng ta. Nhưng chúng ta cũng có thể khẳng định rằng những trận bão tử đó sẽ chỉ tác động đến một số mặt, chứ không tác động, không làm hủy diệt sự sống, đúng không ạ? Đúng rồi, hoàn toàn là không hủy diệt sự sống. Vâng, nhưng mà xin cảm ơn ạ. Thưa quý vị và các bạn, lượng vũ khí hạt nhân mà các quốc gia đang nắm giữ đủ sức để xóa sổ toàn bộ sự sống trên trái đất, còn biến đổi khí hậu và nước biển dâng thì đang từng ngày tác động đến hàng tỷ con người trên hành tinh này, và chính con người mới đang sở hữu quyền năng để có thể tự hủy diệt chính mình. Ngày 21 tháng 12 không phải là ngày tận thế, nhưng nếu con người vẫn tin vào những tin đồn thất thiệt, đặt niềm tin vào những điều huyễn hoặc mê tín, thì chẳng bao lâu nữa loài người sẽ phải đối mặt với những thảm họa không thể cứu vãn nổi. Và hãy xem tin đồn ngày tận thế 21 tháng 12 vừa qua là một dịp để con người chúng ta cùng nhìn lại và cùng quan tâm hơn đến môi trường sống hiện tại, quan tâm hơn đến hành tinh xanh của chúng ta. Đến đây thì cuộc trao đổi với các chuyên gia của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Trước khi kết thúc chương trình thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng chúng tôi điểm lại những thông tin đáng chú ý diễn ra trên thế giới trong 7 ngày vừa qua. Một lần nữa xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Hà Duyên Châu, cảm ơn ông Nguyễn Đức Phường đã tham gia chương trình của chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chủ nhật ngày 16 tháng 12, một tòa nhà cao 5 tầng tại thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc bất ngờ đổ sập, làm một phụ nữ tử vong, nhiều người khác bị thương và chôn vùi một người đàn ông. Các nhà chức trách cho biết nữ nạn nhân thiệt mạng sau khi được đưa vào bệnh viện, còn người đàn ông đã được giải cứu sau 20 tiếng đồng hồ bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Theo điều tra ban đầu, công trình xây dựng kém chất lượng có thể là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn. Ngôi nhà này được xây dựng vào năm 1989. Trước khi sập, tòa nhà đã xuất hiện nhiều vết nứt, tường gạch lâu ngày bị ngấm nước mưa. Ủy ban xây dựng thành phố Ninh Ba đang tiến hành kiểm tra toàn diện các tòa nhà xung quanh để tránh sự cố tương tự. Vụ sập nhà này sẽ trở thành thách thức đối với giới cầm quyền thành phố khi 2 ngày trước họ vừa có kế hoạch mở rộng chương trình phát triển bền vững.
Thứ Hai ngày 17 tháng 12, trong bài phát biểu đầu tiên sau thắng lợi lớn trong cuộc tổng tuyển cử ngày 16 tháng 12, Chủ tịch của Đảng Dân Chủ Tự Do, người sẽ trở thành tân Thủ tướng Nhật Bản, ông Shinzo Abe đã tỏ rõ sự cứng rắn trong vấn đề biển đảo với Trung Quốc. Theo đó, tân Thủ tướng Nhật Bản khẳng định nước này sẽ sở hữu quần đảo Senkaku và Tokyo sẽ không thỏa hiệp về vấn đề này. Trước đó, trong chiến dịch tranh cử của mình, ông Abe cam kết sẽ tăng cường khả năng phòng thủ của Nhật Bản và sẵn sàng đối diện với Trung Quốc trong tranh chấp về lãnh thổ. Phản ứng trước tuyên bố của tân Thủ tướng Nhật Bản, Bắc Kinh bày tỏ quan ngại cao độ về đường lối phát triển mà Nhật Bản lựa chọn. Thứ Ba ngày 18 tháng 12, các nhân viên điều tra khẳng định vụ tai nạn máy bay chở khách Sukhoi va vào vách núi Salak ở Tây Java của Indonesia khiến 45 người thiệt mạng vào tháng 5 năm nay là do con người gây ra. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Indonesia cho biết, hệ thống nhận biết và cảnh báo địa hình đã phát tín hiệu bằng giọng nói cảnh báo cho phi công từ 38 giây trước khi máy bay đâm vào vách núi. Vụ va chạm chết người có thể tránh được nếu phi công làm theo hướng dẫn trong vòng 24 giờ sau cảnh báo. Một nhân tố khác là do sự sao lãng khi xuất hiện cuộc trò chuyện giữa các phi hành đoàn với nội dung không liên quan đến chuyến bay vào thời điểm vụ tai nạn xảy ra. Điều này khiến phi công đã không làm gì khi máy bay ra khỏi quỹ đạo bay. Cùng ngày, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin, nhiều trang trại nước này đã dùng hóa chất độc hại và kháng sinh để nuôi gà nhằm đẩy nhanh quá trình tăng trọng. Những hình ảnh quay được tại một trang trại nuôi gà ở tỉnh Sơn Đông cho thấy, ngoài thức ăn được trộn hormone nhằm giúp những con gà tăng trọng một cách siêu tốc, người ta còn cho chúng ăn cả các loại thuốc kháng sinh, trong đó có những loại kháng sinh đã bị cấm lưu hành. Một chủ trang trại gà tiết lộ, với công thức này, chỉ trong vòng 40 ngày, những con gà có thể tăng đến 3,5 đến 4 kg. Không chỉ vậy, để gà tăng trọng nhanh, các chủ trang trại còn áp dụng nguyên tắc bật đèn sáng liên tục để đánh lừa đồng hồ sinh học của gà nhằm kích thích chúng ăn nhiều và liên tục. Đáng báo động là những con gà không sạch này lại là nguồn cung cấp cho các chuỗi cửa hàng ăn nhanh như KFC hay là McDonald's mà không thông qua bất kỳ hình thức kiểm tra chất lượng nào. Thứ Tư ngày 19 tháng 12, Liên minh châu đã đề xuất một lệnh cấm tương đối đầy đủ về việc xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm thuốc lá. Theo đó, các vỏ bao thuốc lá cần phản ánh được những mối đe dọa chết người do việc hút thuốc lá gây ra. Nếu được chấp thuận, 75% diện tích của các vỏ bao thuốc lá sẽ được bao phủ bởi những cảnh báo về sức khỏe bằng hình ảnh và văn bản. Trong đó có những dòng chữ, hút thuốc lá có thể hại chết đứa con chưa ra đời của bạn, hoặc hút thuốc lá làm tăng nguy cơ mù lòa. Anh và Pháp là hai trong số những nước đang xem xét các ý tưởng trên. Ngoài ra, Ủy ban châu cũng đưa ra những đề xuất về việc cấm bán loại thuốc lá nhỏ và các hương liệu như bạc hà, vốn được dùng nhằm mục đích thu hút những người hút thuốc lá trẻ tuổi. Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới, châu hiện có tỷ lệ người hút thuốc lá cao nhất thế giới. Với 700.000 người chết mỗi năm, thuốc lá đang là một trong số những nguyên nhân lớn gây ra tử vong sớm tại lục địa già. Thứ Sáu ngày 21 tháng 12 là một ngày có nhiều sự kiện quốc tế đáng chú ý. Tại Mỹ, chỉ một tuần sau vụ xả súng kinh hoàng tại trường tiểu học Sandy Hook, nhà chức trách nước này thông báo về một vụ xả súng gây náo động ở gần thị trấn Gysi thuộc bang Pennsylvania, miền đông nước Mỹ làm 4 người thiệt mạng. Theo cảnh sát, kẻ nổ súng nằm trong số những người chết. Tên này bắn chết 2 người đàn ông và 1 người phụ nữ trong một vụ lộn xộn và nổ súng vào cảnh sát tuần tra. Kẻ sát nhân trốn chạy trên một chiếc xe tải nhỏ không mui và bị cảnh sát bắn chết. Trước những vụ xả súng liên tiếp trong thời gian qua tại Mỹ gây hoang mang dư luận, ngày 20 tháng 12 vừa qua, Nhà Trắng đã công bố những bước đi đầu tiên trong kế hoạch kiểm soát súng. Theo đó, Tổng thống Mỹ Obama cho thành lập một lực lượng chuyên trách kiểm soát súng do Phó Tổng thống Joe Biden đứng đầu. Lực lượng liên ngành đặc biệt này sẽ đưa ra những đề xuất về một dự luật kiểm soát súng trước cuối tháng 1 năm 2013. Cũng trong ngày 21 tháng 12, đại diện của Liên Hợp Quốc cho biết quân đội Nam Sudan đã bắn rơi một máy bay của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, làm 4 người thiệt mạng, theo người phát ngôn Del Buey. Chiếc máy bay bị bắn khi đang thực hiện nhiệm vụ trinh sát tại bang Jonglei, phía Nam Sudan. Thông tin ban đầu cho thấy chiếc máy bay của Liên Hợp Quốc đã bị rơi và cháy rụi. Một phái bộ của Liên Hợp Quốc đã nhanh chóng tới hiện trường tìm kiếm và điều tra vụ việc. Cả 4 thành viên phi hành đoàn đều đã thiệt mạng. Trong một tuyên bố mới nhất, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon đã kịch liệt lên án vụ tấn công nhằm vào máy bay của Liên Hợp Quốc. Ông cũng đồng thời kêu gọi chính phủ Nam Sudan ngay lập tức tiến hành điều tra vụ việc và tìm ra những người có liên quan. Thứ Bảy ngày 22 tháng 12, các nhà chức trách cho biết trận rét khắc nghiệt tràn qua Nga và các nước Đông Âu làm gần 200 người thiệt mạng trong những tuần qua. Hãng tin RIA Novosti cho biết tổng cộng 56 người chết và 371 người nhập viện vì giá rét ở Nga trong một tuần qua. Nhiệt kế ở Moscow cho thấy
nhiệt độ ở mức âm 20 độ C và ở một số vùng tại Siberia là âm 50 độ C trong vòng một tuần. Các quan chức Ukraine thì cho biết trận mưa tuyết lớn kéo dài hàng tuần đã khiến 83 người thiệt mạng, 57 người trong số đó được phát hiện chết cóng trên đường. Hơn 500 người khác cũng phải nhập viện ở Ukraine vì rét. Ở thủ đô Riga của Latvia, giới chức đã quyết định giảm giá vé phương tiện công cộng để khuyến khích người dân bỏ ô tô ở nhà, tránh tắc đường và tai nạn giao thông. Các chuyên gia khí tượng dự báo đợt rét này có thể kéo dài đến đêm Giáng sinh do vùng xoáy nghịch kéo dài.